Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Astiva bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Trở lại với vấn đề Omicron, thưa quý vị, một cái tin nhỏ ngày hôm qua đó là mọi người đều rất ngạc nhiên. LeBron James, một cầu thủ bóng rổ của đội Lakers, 3 lần xét nghiệm và để cho thấy rằng các cầu thủ của các đội Lakers, các đội thể thao vẫn thường xuyên phải được xét nghiệm khi ra thi đấu. Anh không có bị triệu chứng gì hết, nhưng mà bởi vì theo cái tiến trình phải xét nghiệm cho tất cả các cầu thủ hiện nay đó, thì LeBron James xét nghiệm lần thứ nhất negative, lần thứ nhì negative âm tính, đến lần thứ ba tức là ngày hôm qua thì tin tức mới báo là anh bị positive, dương tính. Và điều này đối với những khán giả thích LeBron James thi đấu với cho Lakers trong thời gian qua thì thất vọng vô cùng. Nhưng mà ngoài cái chuyện thể thao thì mình mới thấy được anh là người đã chích ngừa đầy đủ, thưa quý vị, booster shot vân vân hết, và là một cầu thủ khỏe mạnh. Một điểm đáng chú ý là bạn anh nói đó, LeBron James không có cái cảm giác gì hết, không hề thấy mệt, không có bất cứ cái điều gì, nhưng mà khi mà đi xét nghiệm thì là dương tính. Giờ đây thì anh phải ngừng thi đấu, nhưng mà cũng gây trở ngại đến cái việc mà giúp cho đội Lakers có thể vượt qua những cái khó khăn hiện nay. Nhưng mà để thấy rằng ngay cả những người khỏe như là LeBron James mà vẫn bị dương tính với COVID-19, thì bây giờ anh phải ở nhà trong thời gian tới và đồng thời xem lại coi trong thời gian qua mình tiếp xúc với những ai mà đã bị dương tính rồi. Trong khi đó thì ngày hôm qua thì tòa đã thuận theo ý của 10 tiểu bang về vấn đề vaccine bắt buộc dưới chính phủ Tổng thống Joe Biden. Ông đã đưa ra cái lệnh chích ngừa bắt buộc cho healthcare workers, thưa quý vị. Không phải là nhân viên chính phủ gì hết, nhưng mà những nhân viên làm việc cho các cơ quan của chính phủ tại 10 tiểu bang này đó, thì tòa tối cao Pháp Viện nói họ đồng ý với cái đơn chống lại của 10 tiểu bang bảo thủ, Mississippi, Alabama, vân vân, trong đó kể cả Alaska nữa. Họ nói rằng cái lệnh bắt buộc khiến cho bệnh viện gặp khó khăn. Bởi vì nếu mà họ bị bắt buộc mà họ không chịu chích ngừa, chưa kể đó là họ còn viện cớ có những người y tá, bác sĩ hoặc là nhân viên họ có những vấn đề về tâm linh, tôn giáo ngăn ngừa họ cho họ chích ngừa, hoặc là cơ thể của họ. Vì thế bắt buộc những người này chích ngừa để đi làm là điều vi hiến. Tuy nhiên những tiểu bang nào không có kiện thì các tiểu bang đó, chẳng hạn như New York và California, vẫn được quyền bắt buộc nhân viên y tế chích ngừa như thường. Lệnh mới của tòa liên bang chỉ áp dụng cho 10 tiểu bang để đơn kiện mà thôi. Và thưa quý vị, vào ngày 2 tới tháng 11, phía cảnh sát ở tại Alabama đó, họ nhận được điện thoại của người dân khi mà họ phát hiện ở một cái khu vực, cái rừng vắng vẻ gần phía Birmingham đó, có hàng trăm cái thùng hàng. Khi mà cảnh sát đến đó và họ kiểm tra đó, thì từ 300 đến 400 thùng đủ loại, đủ hàng hết. Tất cả đều là những cái thùng mà chưa có mở ra, nghĩa là đang chờ FedEx chuyển cho khách hàng đó, thì bị quăng ở đây. Thì cảnh sát cho biết là ngày hôm đó đó họ phải đứng bảo vệ và họ liên lạc với công ty FedEx, và mấy chục chiếc xe FedEx ở trong cái khu vực đó phải đi đến và chở những cái thùng hàng này về warehouse để mà chuẩn bị phải ship lại cho khách hàng. Thì sau vài ngày điều tra đó, thì phía cảnh sát với lại FedEx họ cũng phối hợp và họ tìm ra được ai là cái người driver nào đã
chịu trách nhiệm cho những cái mấy trăm thùng hàng này. Thì phía cảnh sát cho biết là hiện nay họ không có công khai tên của cái người này, nhưng mà đây là một người chuyên lái cái loại FedEx Ground cho FedEx, và cái người này đó đã bị thẩm vấn và khai là đã đi tổng cộng 6 chuyến quăng 400 cái thùng hàng này, thì ước lượng là có khoảng 450 khách hàng bị ảnh hưởng từ khi mà bây giờ đó, không biết là những cái hộp đồ của họ có bị mất trong cái vụ này hay không. Thì phía cảnh sát cho biết là nhìn chung đó, cái người này là vì lý do làm biếng, với cái khối lượng công việc quá nhiều, thay vì phải đi để mà kịp thời gian giao hàng cho khách thì lại quyết định quăng như thế này đây, và đã quăng trong vòng gần một tuần lễ, mà chỉ đến khi mà những người mà đi dạo trong rừng họ phát hiện đó, thì họ gọi cảnh sát mới tìm ra. Thì FedEx sáng ngày hôm nay cho biết là người này đã chính thức bị sa thải, và phía cảnh sát chưa cho biết là có truy tố người này hay không. Bản tin kế tiếp để cho thấy rằng là nước Mỹ có cái nền dân chủ, và cái việc kiện cáo đã khiến cho khó lòng. Ngay cả chính phủ liên bang đưa ra những cái lệnh trích cử bắt buộc cũng bị tòa bác. Tuy nhiên ở những quốc gia khác thì cái hoàn toàn khác, khi họ đã quyết định rồi thì không có cái chuyện mà kệ đơn kiện lên tòa tối cao pháp viện được quý vị. Một khi chính phủ đã có lệnh thì cứ thế mà ban hành. Chẳng hạn như là ở Hy Lạp và các quốc gia khác hôm nay họ đưa ra, thí dụ như là ở Hy Lạp đó, không trích ngừa thì chịu đóng tiền hàng tháng $113 hàng tháng. Bởi vì cái số người không chịu trích ngừa hiện nay cũng rất là cao, đặc biệt là những người trên 60 tuổi. Ở tại Áo thì cái giá tiền mà phạt nó lên tới 7.200 euro cho những ai mà vi phạm vào lệnh phong tỏa. Nước Áo hiện nay vẫn đóng cửa hoàn toàn, thưa quý vị, cho người chích ngừa cũng như không chích ngừa, bởi vì trường hợp lây nhiễm lên quá cao và tỷ lệ chích ngừa ở Áo cũng rất là thấp. Finland, Phần Lan thì không phải là lệnh bắt buộc, nhưng mà những người chủ nhân họ cũng quan tâm đến khách hàng, vì thế họ cũng tuân thủ theo yêu cầu của chính phủ, không bán rượu cho những ai vào trong tiệm mà không cung cấp thẻ chích ngừa sau 5 giờ chiều. Ở Tây Ban Nha thì có lệnh cấm đối với UK, Anh Quốc đi vào đây. Hungary cũng tìm cách đưa ra các luật và cho phép người chủ nhân được quyền bắt buộc nhân viên phải chích ngừa, nhưng mà đặc biệt là Slovakia có vẻ như rộng rãi nhất, tặng 500 euro cho bất cứ ai trên 60 tuổi chích ngừa. Thế thì hy vọng chính phủ nói rằng cái việc mà tặng tiền như vậy đó sẽ giúp khuyến khích người ta đi chích ngừa nhiều hơn. Singapore tuyên bố, không sao, anh không chích ngừa không sao cả. Nếu mà anh bị nhiễm COVID vào trong bệnh viện, anh phải trả 18.460 Mỹ Kim. Đó là giá tối thiểu để chữa trị cho anh nếu vì lý do anh bị COVID mà anh không chích ngừa. Còn nếu anh chích ngừa mà anh bị COVID thì chính phủ sẽ trả cái tiền đó. Lithuania cũng đưa ra những tiền phạt đối với 100 euro cho những ai trên 75 tuổi, hỗ trợ cho những ai mà đồng ý để chích ngừa. Thì đó là những danh sách của các quốc gia khác hoàn toàn với Hoa Kỳ, họ bắt buộc người dân phải đóng tiền phạt. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó cảnh sát ở Minneapolis, nơi đang diễn ra cái phiên tòa xét xử bà cựu cảnh sát Kim Potter, thưa quý vị, khi mà nổ súng bắn chết Dontae Wright, thì cảnh sát ở đây cho biết là vào ngày hôm qua đã xảy ra một cái vụ, đó là có những đám đông người mà ủng hộ cho Dontae Wright đó kéo đến trước tòa biểu tình, thì bỗng dưng có một người đó khoảng chừng lúc 5 giờ chiều đã lái xe lao vào đám đông những cái người biểu tình này, thì cái người này cũng đã bị bắt. Nhưng mà bây giờ phía cảnh sát cũng như là thống đốc của Minnesota cho biết là phải huy động thêm lực lượng để mà bảo vệ. Như quý vị thấy, đây là những cái hình ảnh bạo loạn ngày hôm qua, trong lúc mà phiên tòa vẫn còn đang diễn ra, thì bây giờ đó thống đốc Minnesota lo sợ là nếu như mà thật sự bà Kim Potter không có bị truy tố đó, mà cái buộc tội nó giảm nhẹ hơn, thì có thể sẽ diễn ra bạo loạn ở tại nơi này.
Đó là cả bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi phần livestream đọc các bản tin đáng chú ý. Nếu vào trong Facebook, YouTube nhớ nhấn nút subscribe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.